với video của mình. Thì hôm nay thì mình muốn giới thiệu với mọi người là một chiếc e-bag mình mới mua. Thì sau một thời gian quay bằng điện thoại thì chất lượng âm thanh hình ảnh thì không được tốt lắm, nên là mình quyết định mua chiếc e-bag để giúp cho hình ảnh của mình quay được tốt hơn. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp chiếc e-bag mà mình mới mua này, có giá là hơn 1 triệu đồng, để xem là với mức giá như vậy thì chiếc e-bag này có thực sự là tốt với những người dùng YouTuber như mình cũng không nhé. Thì chiếc e-bag này như các bạn thấy thì có tên là Baasic S5 for smartphone nhé, nội địa chung, tích hợp với hệ điều hành iOS và Android, có nghĩa là chiếc e-bag này sẽ được cài một phần mềm, cái app ấy, trên điện thoại, và chúng ta sẽ sử dụng cái app đó để chúng ta điều khiển cũng như là quay phim. Đây, tôi sẽ quay phim cho các bạn xem. Thì bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở chiếc e-bag này ra để xem nó như thế nào nhé, có xứng đáng với giá tiền là 1,3 triệu đồng hay không. Rồi, chúng ta hãy cùng mở nó ra. Vâng, sau đây thì tôi sẽ mở chiếc hộp e-bag Baasic S5 này ra để chúng ta cùng xem. Vâng, đây chúng ta có hai quyển sách hướng dẫn các bạn nhé, một quyển là tiếng Trung, một quyển là tiếng Trung, toàn tiếng Trung thôi, một quyển đây là tiếng Anh. Và một quyển tiếng Anh các bạn ạ. Thì hai quyển này là hai ngôn ngữ khác nhau, mà tiếng Anh và tiếng Trung, để cho chúng ta dễ dàng sử dụng. Đây là có dây đeo, dây đeo các bạn. Đây là cáp sạc. Ở bên trên thì được lót một chiếc mút khá là dày và có cắt
trông khá là chắc chắn đấy các bạn, trông khá là chắc chắn. Đây thì chúng ta thử bấm khởi động nhé, tôi thử bấm khởi động lên. Đây đèn nhấp nháy thì là đã khởi động rồi này. Ok. Vâng, đây là nút điều hướng các bạn ạ. Đây là nút điều hướng này. Lên này, xuống này, trái phải. Gập lên gập xuống ấy. Thì tí tôi sẽ lắp điện thoại vào tôi test nhé. Tí tôi sẽ lắp điện thoại vào tôi test cho các bạn xem. Để chúng ta có thể lấy nút điều hướng đây ạ. Đây, lên, xuống, trái phải. Chúng ta điều hướng cái cổ này. Đây là mo mốt nguồn nhé, đèn báo. Đấy. Hiện tại là chưa có máy đặt lên đây nên là nó chưa có trọng lực nên là khi tôi bật máy thì nó sẽ khá là rung đấy. Để hoạt động rồi. Để tôi tắt đi. Cổng sạc đây các bạn nhé. Cổng sạc đây. Chúng ta có cổng sạc. Cổng sạc này. Cổng cắm USB. Cổng sạc, cổng cắm USB. Các bạn có thể cắm USB vào đây để lưu dữ liệu hoặc là chúng ta có thể cập nhật dữ liệu. Nút đằng sau này là nút chụp ảnh các bạn nhé. Nút chụp này, nút quay, nút chụp. Chúng ta sẽ cầm vào đây, bấm vào đây. Rất là tiện lợi đấy. Ở đây thì gờ thì chúng ta sẽ thấy là có là ba cái này, ba cái gân này, gân để chúng ta bám tay vào cho chắc này. Còn cái này là chúng ta để đeo cái dây này vào đây các bạn này. Và đeo cái dây vào đây. Đây. Đây có hai nút này, mình cũng không rõ là nút gì đấy. Nhưng không nhớ nhầm thì đây là zoom. Không phải. Để mình lắp vào mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Thì ở dưới này thì chúng ta có thể cái đế, cái đế của nó có một cái lỗ gen này là để chúng ta gắn cái chân, cái chân ba chân ấy, để chúng ta có thể dựng đứng được. Chúng ta để gắn ba chân là chúng ta dựng đứng được nhé các bạn nhé. Vâng, thiết kế phím rất đơn giản. Chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là cái nút điều hướng này, điều hướng điện thoại trên này và nút chụp này. Thì chiếc ba ASIC này thì chúng ta sẽ dùng phần mềm riêng của hãng để chúng ta quay và chụp và được phải được đồng bộ hóa với gimbal bằng thiết bị nối là Bluetooth. Thì nếu mà các bạn không muốn dùng phần mềm ấy thì chúng ta vẫn thể quay bình thường. Có điều là chúng ta sẽ không sử dụng được các chức năng mốt của máy, cũng như là đồng bộ hóa của máy, cũng như là chúng ta phải dùng trực tiếp trên điện thoại, chúng ta không thể bấm vào đây để quay được và chụp ảnh được, ví dụ thế. Còn nút điều hướng này thì chúng ta vẫn điều hướng được bình thường nhé các bạn nhé. Đây ba chụp đây, và đây là một cái rãnh này, cái nút này các bạn này, đây chúng ta có thể xoay được và điều chỉnh được độ dài của điện thoại. Khi chúng ta để điện thoại lên, chúng ta có thể điều chỉnh độ dài để độ cân bằng đấy các bạn, cân bằng cho máy. Ok. Sản phẩm này thì rất tiếc là chúng ta sẽ không có hộp đựng bằng da đấy, không có hộp đựng, chúng ta chỉ có một khay nhựa ở này để chúng ta để máy thôi. Cái này chúng ta muốn cầm đi xa thì khá là hơi bất tiện một chút, thì tôi sẽ phải mua một chiếc hộp đựng khác
đây. Vâng, là vậy là vừa nãy tôi đã giới thiệu cho bạn biết về sản phẩm Gimbap A-Basic với giá thành chỉ hơn 1 triệu đồng thôi, nhưng mà trông khá là chắc chắn và có rất nhiều các tính năng cơ bản cho người sử dụng. Thì clip sau tôi sẽ test cho các bạn xem là hoạt động của Gimbap A-Basic này sẽ như thế nào. Clip của tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn các bạn ở cái lúc sau tôi sẽ review cho các bạn xem hình ảnh của khi tôi dùng Gimbap A-Basic này sẽ như thế nào nhé.